và không thể tập trung. Khiến mức độ hormone kiểm soát giấc ngủ cortisol bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn.
hay hạm trà. Người bị nóng trong, bị sốt, bị các vấn đề về dạ dày thì không nên dùng gừng. Thứ ba, đậu xanh. Vào mùa hè, đậu xanh được xem là một trong những thực phẩm phát huy nhiều tác dụng nhất đối với sức khỏe. Ngoài việc giải khát khi thời tiết nóng nực, đông y cho rằng đậu xanh có tác dụng giải độc, lợi tiểu khử ẩm, làm cho tinh thần soảng khoái, bổ sung năng lượng, giảm căng thẳng đầu óc, giảm áp lực cho tim. Y học cổ truyền thường dùng đậu xanh trong chữa các vấn đề ngoài da như mụn nhọt, ghẻ lở, nổi mề đay. Ngoài tác dụng giải độc gan bằng đậu xanh, lọ hạt này cũng rất tốt cho người bệnh cao huyết áp, mỡ máu, viêm gan. Đậu xanh khi ăn nên dùng cả vỏ để đảm bảo tác dụng giải độc cho lá gan tốt nhất. Thứ tư, nha đam. Nha đam không chỉ được biết đến như thần dược làm đẹp của các chị em, mà nhiều người cho rằng mỗi sáng một ly nha đam thì quý như vàng. Trong nha đam có nhiều hoạt chất, các axit amin, vitamin, đường và khoáng chất có thể kích thích nhu động ruột non, thải độc tố. Sức hút và kết dính cao, có thể hút thấm đến những tạp chất còn tồn lại trong hệ tiêu hóa, giúp máu trở nên sạch hơn, đồng thời còn làm hạ cholesterol, phòng chống xơ cứng. Lành những vết thương trong gan, dạ dày, đồng thời thúc đẩy màng nhầy và da phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra nghệ còn có tác dụng hỗ trợ các xương khớp bị thoái hóa hay bị viêm khớp, giúp tăng cường hệ tiêu hóa, làm giảm cholesterol, đào thải chất độc, làm khô và giúp vết thương mau lành. Trong ăn uống, nên pha trộn nghệ để làm tăng hương vị, giúp món ăn ngon và hấp dẫn hơn, nhưng cũng rất tốt cho sức khỏe. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng.
Giáo sư tiết lộ, một lát gừng xoa vào chỗ này khỏi lo bệnh xương khớp. Găng thể thực hiện ngay tại nhà mà ai cũng có thể áp dụng. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng gừng tươi có chứa nhiều quý vị cạo sạch vỏ gừng.
bị đốt cháy, giảm mỡ bụng và trả lại cho quý vị cơ thể cân đối. Mặt khác, các chất chống oxy hóa trong gừng tươi cũng có thể làm giảm cholesterol, một phần của mỡ máu, và triglyceride. Đây là nguyên nhân dẫn đến thừa cân béo phì. Ngoài ra, quý vị có thể dùng gừng đắp lên rốn, giúp cơ thể tiêu trừ khí lạnh, làm dịu cơn đau bụng, đồng thời làm ấm tử cung, xoa tan mệt mỏi khó chịu. Cải thiện và giảm nhanh các cơn đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, khi sử dụng rượu gừng chữa bệnh thì có những lưu ý. Quý vị hãy lưu ngay những cách dùng đơn giản cùng lợi ích thần kỳ chúng tôi vừa chia sẻ ở trên để áp dụng khi cần thiết. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ nếu thấy nội dung hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.